Ok nhờ, kinh nhờ. Ui rồi này các bạn ạ, nhìn con trâu be thương. Con này là chắc là hôm đấy bị chạy lũ đấy đô ạ. Con này chạy lũ đấy. Đúng rồi, chân này. Ui rồi, chân đi hoại tử rồi. Các bác ạ, hiện tại thì mình đang đứng ở cái khu vực, cái sảnh mà cái nơi mà để những cái cỗ quan tài chờ những cái thi thể cuối cùng ở bên làng Nủ. Thực sự là nhìn xót xa lắm các bác ạ. Trong một trong những cái video đầu tiên ấy, mình nhớ không nhầm, hình như là có một anh còn bảo là cho xin mấy cái quan tài khi mà tìm thấy xác vợ con của anh. Ngay phía trên này là cái chiếc kẻng được tận dụng bằng những cái bình ga. Ngày hôm nay đến đây thực sự là nhìn là tang thương luôn các bác. Tất cả đều bị nhấn chìm ở trong cát và bùn. Mình đến đây thì cũng khoảng tầm 11 rưỡi rồi. Các lực lượng chức năng gần như là đang nghỉ để ăn cơm. Nhưng phía xa xa bên kia thì không biết là hộ gia đình rồi tất cả là có đang phát hiện được cái manh mối gì không. Bây giờ mọi người đang đào thủng trưa này. Thực sự là vào đến đây ấy, thì tất cả những cái con đường mà đã bị quấn đi gần như là hết rồi. Những cái con đường nội thôn, những con đường mà đi qua những cái đồng lúa này gần như là không thấy. Mình cũng chưa biết cách nào là có xe có thể tìm sang bên kia được. Đứng ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là bao gồm có cả lực lượng dân quân và bà con nữa. Có những cái cây rất là to rồi. Tất cả mọi thứ đều bị cái dòng lũ nó quấn trôi. Phía bên kia là cái xe máy chỉ còn lại mỗi một cái bánh thôi các bác ạ. Và còn lại những cái gì mà sót lại. Phía dưới này thì các bác nhìn thấy cái dòng nước nó chảy vẫn rất là xiết. Hơn một tuần nay rồi mà không hề có dấu hiệu là nước nó dừng chảy nữa. Ở đây thì chắc là những cái nơi mà tìm được những cái di vật của người đã mất hay là như thế nào đấy. Có những cái bàn thờ đã được lập ra ở đây rồi. Bàn thờ ngoài trời. Mong là những cái điểm này là những cái nơi mà để cho những người đã khuất, người ta tìm về đây vào trong những cái ngày mà người thân chưa tìm thấy. Ở đây như mọi người nhìn thấy, đây còn nguyên là một cái cột nhà nó bị quấn ra đây này. Thực sự là những ở đây là những cái căn nhà đang bị vùi dậy, những cái lớp bùn nó phải sâu từ 5 đến 6 mét. Thậm chí có thể là hơn ở những cái chỗ nó sâu hơn nữa. Phía bên kia thì có cái tét nước thì đã bị co rúm lại rồi. Không còn một cái gì là còn nguyên hình nguyên dạng nữa khi mà chịu cái sự ảnh hưởng của cái trận lũ quét này. Có những thứ là chúng ta phải mất thời gian đứng nhìn để nhận ra được là trước là nó là cái gì. Nó xa quá làng Nủ ơi. Thực sự là khi đến những cái điểm ở đây mọi người ạ, nó bạt ngàn luôn đấy, nó bao la xung quanh toàn là bùn đất này. Có những cái lực lượng chức năng và cũng như là các đoàn hỗ trợ ấy, thì người ta cũng đã chuyển những cái nước này xuống để dọc ở những cái khu tìm kiếm này. Với cái thời tiết nó nắng nóng như này mà ngày hôm qua thì trời cũng bắt đầu có mưa buổi đêm nữa. Cũng mưa to cỡ khoảng tầm 2-3 tiếng thì ngày hôm nay là cái bùn đất này nó cũng đã bị ướt và nhão thêm. Các lực lượng chức năng cũng sẽ phải vất vả hơn nữa. Thực sự là ở đây nó phải đến hàng triệu mét khối bùn. Mà cái độ sâu mình nghĩ là cái những cái chỗ này nó phải sâu đến cả đến chục mét. Chứ không còn nằm ở cái số lượng là 5 đến 7 mét nữa. Cái chiều cao. Phía bên kia thì có một cái căn nhà sàn này. Đã lấp kín hết cái phần
chân sàn rồi. Nhà bây giờ là không phải là nhà sàn nữa. Mình sẽ tìm cách là tìm đường này sang phía bên kia để chia sẻ cho mọi người xem nhé. Em đô đang bay flycam này các bác này. Sợ thật. Cái này nó đổ từ trên thượng nguồn về đây nhưng nó cách phải vài cây số ấy chứ. Các chú đi đâu về? À. Lúc đầu là đi theo suối thì đầu kia đến rồi không được là bắt đầu đi theo đường rừng về. À dạ. Có chú. Có chú ngon lành đi. Cả một cây, cháu đi bay từ đây một cây là chưa tới kìa. Có chú đi thấy bình thường đây dám xuống thụt xuống đây này cộ hết người. À. Có chỗ mình xem bình thường nhé, còn thật mày vào cái nó thụt luôn. Vâng. Chỉ sợ là cái nhà cũ hỏng mà có loại đóng đinh nọ kia đấy là mình dám vào là thôi đấy. Vâng. Nguy hiểm lắm. Sợ thật. Anh em đi ra chỗ. Chú à, chuẩn bị ô, chuẩn bị sữa. Để còn đi. Quý khán giả thân mến, hiện tại thì Cao Viên Đá đang có mặt tại thôn Bản Lù. Sau giờ nghỉ trưa thì bây giờ các lực lượng chức năng bao gồm đó có quân sự này, dân quân và bà con đội tình nguyện cũng đã xuống để thực hiện đó là công việc, đó bao gồm là có dọn dẹp và đồng hành với đó là tìm kiếm. Nhưng đến ngày hôm nay thì nó đã rơi vào hơn chục ngày rồi, những cái lực lượng chức năng chính và chủ chốt thì cũng đang được giảm dần. Bây giờ chủ yếu là chú trọng vào công việc đó là vừa dọn dẹp và tìm kiếm thôi. Bây giờ là khoảng 2:30 chiều. Thời tiết thì nắng rất là gắt. Dưới kia thì các chú bộ đội như mọi người nhìn thấy là hầu như là ai là cũng đã bị cái thời tiết này làm cháy da rồi. Mình thì đang đứng ở cuối của cái phần. Ê, em ơi, dân quân nó xuống đây nào, ngồi đây. Gần cái đầu cầu của thôn này mọi người. Đây là một cái bãi nó cũng rộng. Mênh mông là bùn. Ông nào đi chặt mía nha. Mọi người nhìn thấy cái lượng bùn bây giờ ngập rất là sâu này. Mấy đồng chí chiến sĩ bộ đội kia là bùn đã ngập rồi, qua đầu gối rồi. Làm việc ở trong cái môi trường này thì nói là cực kỳ là mệt luôn. Rồi cộng thêm cái mùi bùn đất nữa. Bởi hiện tại nó đang bị ô nhiễm ấy. Khi mà sáng nay khi mà mình bắt đầu mà đến vào trong cái khu vực này là cái mùi nó sộc vào mũi. Thực là thấy rất là sợ. Ở đây thì sẽ chia ra là thành các đội tìm kiếm. Phía bên này thì có một đồng chí sĩ quan này, tay là lúc nào là cũng sẵn sàng là cầm những cái bộ đàm liên lạc nội bộ khi mà phát hiện ra những thi thể của người mất tích ấy, sẵn sàng là gọi để cơ động và chi viện luôn.
Hiện tại chiếc máy xúc ở trên đầu này đã được điều động đi khu vực khác rồi, những cái khu vực nó sâu hơn. Trên này thì còn lực lượng bao gồm là các đồng chí bộ đội thôi. Phía đằng xa xa bên kia thì cũng có một số là cũng đã triển khai đội hình và đi tìm kiếm rồi các bạn ạ. Thực sự là với cái thời tiết với cái nhiệt độ như thế này nó rơi khoảng tầm hơn 30 độ C. Công tác an toàn thì hầu như là tất cả những chiến sĩ là đều sẽ phải mặc áo phao trong cái việc là đi tìm kiếm mọi người ạ. Rất là nóng và vất vả. Mình vừa hỏi một anh chỉ huy trưởng ba chỉ huy quân sự xã thì cũng nói là ngày hôm nay là ngày thứ 8 rồi, gần như là hoạt động tìm kiếm là diễn ra không ngừng nghỉ. Đây là mọi người thấy đồng chí nào cũng có một chiếc khăn mặt để ở trên vai. Có đồng chí trung đội trưởng đang đứng phổ biến về kế hoạch tìm kiếm các bạn. Thực sự là nhìn những cái cảnh này mình nhớ cái thời điểm mà mình vẫn còn đang phục vụ trong quân ngũ. Trong những cái thời gian bắt đầu mà xảy ra lũ ấy, thì phải huy động lực lượng quân đội rất là nhiều. Thời điểm đấy thì mình cũng nghĩ là nếu như mà đơn vị có gọi thì mình cũng sẽ quay lại các bác ạ, để góp những cái phần công sức nhỏ bé của mình để phục vụ và giúp đỡ bà con nhân dân. Tuy vất nhưng mà giúp được cho đất nước, giúp được cho bà con thì đấy là một cái niềm tự hào. Sau đội tìm kiếm phía dưới này thì là đội vừa tìm kiếm và dọn dẹp, và sau đội này là một đội tìm kiếm mới này các bác này. Bên này thì có các đồng chí sĩ quan chỉ huy, bao gồm là có cờ đỏ, là cờ hiệu lệnh. Sau đó là phía bên này đó là có hai chú chó nghiệp vụ sẽ tham gia vào việc tìm kiếm cứu nạn. Thực sự là không biết là như nào, linh tính như nào, nhưng mình nghĩ là ngày hôm nay ấy, mình nghĩ là cả đoàn người ta sẽ có những cái manh mối và phát hiện mới, sẽ tìm được thêm những thi thể của nạn nhân đã mất mọi người ạ. Giờ người thân cũng như là tất cả mọi người đã quá mệt mỏi vào trong những ngày chiến đấu rồi. Hy vọng các đồng chí sẽ cố gắng giúp được nhân dân, đồng bào. Buổi chiều ngày hôm nay, lực lượng công binh là lực lượng tìm kiếm cứu nạn chính, bao gồm có cả 4 con chó nghiệp vụ thì sẽ tìm kiếm khu vực ở bên trong này. Ở đây thì mọi người có thể quan sát này, đằng xa có một căn nhà sàn này thì đã bị bùn nó vùi lấp mà hết cái phần dưới sàn tầng 1 rồi. Hôm nay thì mình có nghe qua kể câu chuyện về gia đình này là có một chị con dâu là đang mang thai, thì cũng rất may là cả gia đình cũng đã thoát thân mọi người ạ, bằng cách đó là chạy ngược lên trên phía ngọn đồi ở bên này. Thật sự quá kinh khủng luôn, không đi không đến thì không biết, đến rồi thì không nghĩ là thiên tai một cái thảm họa nó như thế này, không tin vào mắt mình nữa. Ở trong những cái hình ảnh cũ của bản làng ấy thì cung cấp nó là chỗ này là dọc là con suối nha các bác này. Và bây giờ con suối cũng tương đối là sâu nhá. Và bây giờ nó đã bị bao phủ bằng tất cả những cái lớp bùn ở đây rồi. Thế nên là cái việc mà để tìm kiếm những nạn nhân tiếp theo ấy thì mình nghĩ rất là khó. Đây thì có các đồng chí chiến sĩ là cầm cờ nữa, sẽ cắm cờ vào những cái khu vực mà nghi ngờ là sẽ có người.
Hiện tại thì mình đang vào trong cái khu vực của cái nhà sàn rồi. Ui, hơi bị cộc đầu vào các bạn. Phía sau căn nhà này. Đây thì đã có những cái lá cờ cắm để tìm kiếm khu vực từ đây rồi. Cái lượng bùn ấy quá nhiều, thế nên là khi mà nó dội vào cái căn nhà bây giờ là thành ra nó bị được đứng ở kiên cố chắc chắn, không xảy ra cái trường hợp là bị siêu vẹo hay là sợ nó đổ. Cái chỗ vừa rồi em này em cắm là cái gậy kia là còn lún hết gậy luôn, mà còn chưa đến cái điểm cứng ấy. Tính chính lại với các bác nhé, ở phía bên ngoài này nha, nó sâu là hơn 30 mét bùn. Hôm qua thì máy xúc thì cũng đã vào rồi mà khi mà dùng cái cần để cắm vào thì cũng không tìm thấy đáy. Mình vừa nói chuyện với anh sĩ quan công binh, thực ra thì các bác ở trên này là các bác cũng dễ gần lắm, nhưng mà các bác cũng bảo là cũng không muốn để quay lên trên hình ấy, tại vì đang đi thực hiện nhiệm vụ. Đây là một cái xe máy của căn nhà này này. Đấy, mình được biết thì là trong cái gầm sàn này là vẫn còn là 3 cái xe máy nữa. Ở đây là chiếc xe máy thứ tư của gia đình. Ở phía bên kia là cái ô tô để gia đình làm kinh tế, xe để vận chuyển vật liệu đấy các bạn. Chiếc xe máy nhìn nó rất còn mới lắm. Cả một cuộc đời con người, bao nhiêu công sức cố gắng phấn đấu thì cũng đã bị trận lũ nó quét sạch rồi. Mất tất cả mọi thứ mọi người ạ. Thực sự là năm nay thì thiệt hại quá nhiều. Những khu vực để tìm kiếm đã được cắm cờ nhé. Xin phép và nhắc lại với các bác như vậy để mọi người xem có thể nắm rõ hơn. Trên kia thì bộ đội là cũng đang di chuyển lên trên khu vực trên kia. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là đi theo đoàn. Không biết là các anh em khác đi quay thì như nào, nhưng mà mình có xin phép anh em. Đấy, khi được sự đồng ý thì mình sẽ đi cùng, chứ còn không thì mình sẽ không tham gia, bởi vì là tránh cái trường hợp làm ảnh hưởng đến cái công việc của mọi người. Ngày hôm nay thì những cái lực lượng tìm kiếm thì cũng đã rút xuống rồi để di chuyển sang những cái khu vực khác để giúp bà con để khắc phục hậu quả sau lũ mọi người ạ. Ở Lào Cai thì năm nay là có rất nhiều điểm sạt lở và bị lũ ảnh hưởng bởi lũ quét mà vẫn còn chưa khắc phục được, cũng như là rất nhiều nạn nhân, những người mất tích còn chưa tìm được. Ở đây đi qua những cái đoạn có những cái mùi, phải nói là cái mùi tanh ấy mọi người. Nhưng mà các anh bảo là nhiều khi là ngửi cái mùi, nhưng mà do ấy mà sâu quá thì cũng không thể nào mà tìm kiếm được. Sự là rất là nguy hiểm các bạn. Mình vừa đi này, dẫm một cái là xuống đến tận đầu gối luôn. Sợ thật đấy. Nhìn tưởng là đông nhưng mà ai ngờ. Đây, cái chỗ mình vừa sụt này các bạn này. Mấy phút thôi mà nó đã lấp lại hoàn toàn. Có những cái nước nó dạng như kiểu là bong bóng mỡ mỡ ấy mọi người ạ. Không những nó còn có cả màu nữa cơ. Ở khu vực kia hình như là đã phát hiện ra cái gì rồi. Hiện tại thì mùi rất là tanh.
đang hỏi là những cái người mà còn sống sót trong cái vụ này để xác minh xem là cái khu vực này này có sâu hay không. Chỗ này dưới chắc chắn là có con gì rồi. Có thể là con người hoặc con trâu. Không có gặp người. Thu đấy nhá. Sâu lắm. Đó là ngày xưa, đó là cái ao cái hổm ấy. Như thế mà nó vứt sủi bò lên được nhỉ. Không biết mọi người nghe rõ không, hiện tại thì lực lượng chức năng cũng đã cắm cờ và có nhìn ở trên cái mặt nước ấy, cũng có một phần một cái màu lạ. Ngoài ra nữa thì là có thêm mùi. Chúng đây đang xác minh. Cắm cờ này chắc là sẽ cho máy xúc vào để đào đường. Ôi thực sự là đi vào đây cái mùi dã man nhờ. Đứng ở phía bên kia thì cũng đỡ. Lún sâu thật. Mình vừa bị lún phát nữa này mọi người này. Đến hết trần rồi. Trước múc cái mảnh ruộng này vứt bắt ra bên kia đấy à? Không múc cái con kia mà. Đây rồi, đây rồi. Thối luôn rồi, máy xúc vào rồi. Anh ơi đi lên trên đi anh ơi. Anh em lên trên kia đứng đi. Không may mà rơi xuống đây thì má ôi luôn thật. Đây như kiểu là máu đây. Nước uống tiếp. Xe ô tô đỗ ở đây hả anh? Đây. Vâng. Xong là lũ về là quấn là trôi xuống dưới kia. Cái khu vực của nhà này mà không có cái sườn kia thì chắc là cái nhà này cũng trôi hết nhỉ. Đây nhà này anh em đang đứng này. Có cái sườn đây kìa. Nó che nó chắn được. Không là đi hết cả cái nhà này. Đấy. Vào thẳng thì thôi là coi như là không còn dấu vết luôn. Bùm bùm pha rồi thì trắng hết là. Là còn mình còn ngủ đấy. Để sao? Thế anh này là nhà nào ở đâu? À? Anh ở nhà không xa là nhà nào? Anh này là ở nhà trên này. Vâng vâng, quá may mắn nhỉ. Thực ra thì hỏng nhà còn được chứ mất người thế là đáng tiếc. Bao nhiêu người bị vùi lấp dưới này?
Hiện tại thì đã có lệnh điều động cái máy xúc đỏ rồi mà. Cái máy xúc mà có nghĩa là to nhất có khả năng mà làm ở những cái vị trí sâu ấy, chắc đến sẽ đào ở trên cái khu vực cắm cờ phía bên kia. Ở cái nơi mà đang có sự nghi ngờ nhiều nhất là bên dưới đó là sẽ có xác của động vật hoặc là thi thể của người không may mất tích. Mùi hôi tanh kinh khủng. Tanh lắm mọi người. Mọi người vào đây cũng như thế này. Không biết là như này. Dò đường ký vào, không thì đéo vào được đâu. Lúc nãy bọn nó ra, còn sắt không ra nổi gì không? Anh em tránh ra kia đi anh ạ. Kìa quá mọi người. Cảm giác chẳng ra chẳng công. Tại là máy xúc thì cũng đã gần như là tiếp cận đến cái khu vực kia rồi. Anh em thợ thì đang phải đeo hai lớp khẩu trang. Sẽ đưa lực lượng công binh xuống. Mùi nhà chúng nhỉ. Vâng. Chỗ kia xấu dã man luôn, cháu không may thụt chân một phát quá đầu gối ấy. Móng ở dưới này à bác? Cái chỗ đỏ đỏ này á? Kia kìa. Vâng vâng. Là máu đấy ạ. Vâng. Vâng ạ. Gầu mốc tiền thì đã được gạt ra rồi, gần như là chả thấy chi nhê gì cả. Mọi người thấy không? Mốc ra đến đâu thì bùn nó lại lấp lại đến đấy. Vâng, không suy nghĩ gì cả.
quá khó khăn. Hiện tại thì tất cả những cái ánh mắt thì đang tập trung vào cái khu vực cái máy múc rồi. Người đang ở đây xem. Người để ý cái vị trí cắm cờ là vẫn còn nguyên. Máy xúc kỳ máy đang xúc ở phía bên cạnh để vớt cái phần mình ra. Ok nhờ, kinh nhờ. Ôi nhìn tưởng cái động ra màn. Đến ông máy xúc ông còn giật mình nữa mà. Vâng. Sợ thật.
bây giờ thì là máy xúc là sẽ xúc một đường để đi xa phía bên chỗ kia để múc rồi ạ. Đang thăm dò đường để gạt bớt cái phần bùn. Tám mươi phần trăm là người hả chú? Cái mùi nó sẽ khác bình thường mùi con trâu đúng không? Vừa rồi là vừa thấy là có anh bộ đội công binh là anh còn là lấy mũi anh ngửi luôn để cái cây thăm đấy, thăm được cái vũng bùn này này.
từ từ thôi. Không thấy nó lấn bụi gì rồi. Quá sâu rồi mọi người. Lúc bây giờ thì gọi là nhìn thấy là cái kết quả nó bớt đi một phần bùn nhưng mà vẫn chưa ăn thua. Khối nước bùn múc đã đổ ra bên cạnh rồi. Gia cố lại cái phần chỗ máy đứng nữa, không là lo là không bị múc cái phần bùn này kia ra nó trôi thì máy xúc là sẽ nghiêm rồi mất xem mất cái phần mỏng. Nhiều quá giờ không ăn thua. Vâng, cái chảy lại. Nhiều khi là biết là ở dưới có gì rồi nhưng mà không làm cách nào để mà có thể là lấy lên được. Biết được. Là thi thể người đó, bảo là cái mùi nó phải là thế, nó không phải gà, không phải cái gì đâu. 80% là thi thể người. Thế cả bên công binh lúc đấy có một anh người cái gậy thăm ấy nhờ. Người ta cũng khẳng định là có. Vâng, nhưng không biết là của ai đâu. Không biết là đây là bắt đầu múc được cả cái thảm trải chân của cổ nhà ra kia kìa. Vâng. Kinh quá sâu. Múc thấy thì mình múc mấy cày ra luôn. Vâng. Này bây giờ phải máy hút được máy hút bùn à? Hút bùn đấy này, cắm vào hút. Bây giờ thì múc lên thì cũng không còn gì, toàn còn thây nữa rồi. Chắc chỉ còn phần xương thôi. Như dính được cái miếng nào thì dính thôi. Vâng. Nếu mà dính được cái miếng nào thì coi như tào tiếp thôi. Gần một tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy xi nhê thì cái đống này. Đấy, càng ngày nó càng sụt xuống kìa. Yeah.
mà ngày xưa như chỗ này thôi, bảo là cái đầm lầy nữa thì nó lại càng sâu, càng nhiều bùn, chứ nó không phải là lòng suối. Lòng suối thì có vẻ là đơn giản hơn đấy. Khó thật, cái đất của cái chân máy xúc này bây giờ nó đã trôi lại xuống phía dưới kia rồi. Đặt thú, đặt kia thôi. Hả? Thì có máy cũng buồn thôi. Có. Thì là hết là không mình, mình. Còn là đá nữa. Còn đá, còn đất, còn trà luôn chỗ này. Chắc là bùn không nữa rồi đấy. Hai cái bùn nữa là cái này phải bỏ hòa nước ra, mấy. Coi như là cái khu vực mà lúc nãy là công binh cắm cờ hay là bây giờ là đã múc xung quanh ở phía dưới hết rồi, chưa thấy có cái gì cả. Anh máy xúc anh rất là cẩn thận nha, đổ là đổ ra những cái khu vực nó cao hơn một chút ấy, xem là còn cái gì mắc ở trong đấy không. Máy xúc này bác lắc đầu rồi, không được rồi. Sao bác tài? Lính ơi, chắc phải thêm máy nó không được đâu. Đã chơi xuống hết rồi. Giờ một máy tắt thật kia, em tắt lại thì nó bớt đi. Đây nó không đứng được chỗ kia ấy nhỉ. Giờ đến mấy anh em một đội là sẽ thử mùi tiếp ạ. À? Mùi lại. Chỗ kia thì đất nó đã yếu hơn rồi. Nước đây nè, nhà ngay nó cái gầu máy thuốc đây nè. Không có mùi đâu rồi. Mà lúc chưa ấy nhở, chưa vét mùi tanh dã man luôn. Cái vét nó chỉ đang ở đó nó tự bung. Còn ở đúng rồi, cắm nó còn sùi bọt lên đấy kìa. Ngay này chỗ gầu máy cuốc này chứ không phải ngoài đó đâu. Trong này cơ này. Trong này nè, ngay đầu gầu máy cuốc xuống này. Chứ đâu phải ngoài đó đâu. Oh, yeah.
cây kia luôn. Rồi, không phải chấp thêm máy vào thiết kế vào đấy. Tiếp và bút. Nói chung là cái khu vực này thì là từ sử dụng chó nghiệp vụ đánh hơi này, sau đó là quan sát ở ngoại quan ở bên ngoài này, và tiếp theo bây giờ là dùng đến con người. Giờ dùng chính giác con người. Mọi người cũng tỷ lệ phần trăm ở đây, cái khu vực này mọi người cũng đang nghi ngờ cao là sẽ có không có mùi gì đâu. Bên trong một tí nữa đây anh ạ. Ở bên trong một tí nữa đồng chí ơi. Đây cái đầu bác Phúc á. Bên kia đằng sau lưng. Đó, đó đây đây đây. Trước mặt. Có vẻ rất là khó khăn. Ông xem lại video xem cái vị trí cũ đâu, chỉ cho đồng chí cho chuẩn này. Chọc cái chỗ đấy, ở đây là thấy bong bóng bắt đầu sủi lên rồi. Đấy, Chắc là chưa đến đấy. Thế kìa, bọt thổi sủi đầy kìa. Đấy đấy đấy. Bây giờ thì thống nhất là anh máy xúc sẽ cắm một gầu thật là sâu, sâu hết cỡ. Sau đó thì là xem có kết quả gì không. Đúng khu vực mà đang có sủi bọt sủi ký lên đây này. Đấy. Ui ôi, sâu dã man luôn. Không có gì nhỉ, sợ thật. Sâu quá. Quá sâu luôn. Ôi quá tam ba bận, chắc là cái nốt cầu này thôi. Rồi anh lấy máy đánh khô hết cái khu vực này lên à. Cũng nỗ lực để tìm kiếm, bởi vì là nghi ngờ ở đâu ấy thì là sẽ làm như vậy, nhưng mà cái tình hình này thì rất là khó mà ạ. Bây giờ là chuẩn là mỗi lần mà xúc lên là nó phải vào đúng, phải vào cái vị trí cái mùi nó phải bốc lên cơ.
sọc lên đấy. Đây là múc cái này cũng sợ nó kéo theo nữa. Đây. Đây bao nhiêu đây? Còn dễ cây. Cây. Đâu chứ? Hết cỡ chưa? Chưa. Nói chung là quá là sâu rồi. Nằm ở dưới đây thì có tay rồi. Chỗ đấy thì là đến đáy rồi. Này là số tầm tầy mà. Ở đây thì máy xúc còn làm lực lượng bộ đội là còn đứng là để nó phối hợp. Hết hy vọng rồi. Hết hy vọng của nó cả nhà. Không không còn gì mà để là phải luyến tiếc hay là áy náy nữa rồi. Hết cỡ rồi anh nhỉ. Mọi người nhìn cái đầu cầu vàng. Cái chỗ này là khoảng bao nhiêu mét anh sâu ấy? Gần 3 mét. Gần 3 mét. Kinh khủng. Mà cái khu vực này là có cái sườn ở bên này chặt đấy. Là tới đáy chưa? 3 mét tới đáy chưa? Chưa tới đáy. Hết hy vọng rồi. Họ di chuyển. Đợi anh ở đường kia nhá. Đây xuống đường kia. Hy vọng nhiều nhất. Các bác thân mến, chắc là các mình đã xin phép được tạm dừng video tại đây thôi. Bởi vì bây giờ cũng đã có muộn rồi. Cái thứ hai là các người đã có cái bộ quần áo bẩn ấy, chưa kịp giặt hôm qua treo ở xe. Các bà con lấy đồ, lấy quà mang vào, không biết lại tưởng túi quà mang nhầm vào. Thế là thất lạc vất vốt bộ quần áo. Hôm nay thì có em Đô đồng hành cùng. Mọi người thấy Đô đen đi không? Đây.
Đèn kinh khủng luôn, cháy hết nắng rồi này. Thì mọi người có thể cập nhật tình hình làng Lủ thì có thể xem ở trên kênh của em Ma Đô thường xuyên hơn, bởi vì là Đô là nhà cũng ở gần khu vực này. Hôm nay thì bật mí với các bác là Đô cũng có tìm hiểu những cái danh sách và những người bị thiệt hại nặng ở làng Lủ ấy. Thì tới thì nếu như mà Ado có hỗ trợ mà Cao Nguyên Đá nhận được thêm kinh phí thì hai anh em sẽ kết hợp. Mình sẽ sử dụng phần tiền để mua những cái thứ mà nó có ý nghĩa đối với gia đình mà bị nạn. Thôi còn bây giờ thì xin chào lại mọi người. Xin chào mọi người nhé. Chào anh em nhá. Anh em mệt quá không ai em thưa rồi. Chào anh em nhá, chúc anh em mạnh khỏe nhá. Khá là ngạc nhiên, tự nhiên không biết ở đâu có ông lại này đi vào chào. Anh em thì cũng đang nghỉ rồi các bác ạ. Ngồi vào đây. Ngồi vào đây. Đi đi đi. Đi lên đây.